cũng là cái áo này. Sisi thấy là mặc với lại những cái đầm xòe như vậy rất đẹp. Nhưng các bạn biết trong mùa này lúc nào các bạn cũng phải có một cái quần ấm. Nếu giống như khí hậu ngày hôm nay nè, ở bên Sisi mát lắm, thích thật là thích luôn, không lạnh một chút nào, thì Sisi bỏ cái quần ấm vào trong cái ba lô của mình hoặc là cái giỏ. Khi nào mà lạnh CC mới lấy ra để mặc. CC mặc cái này để cho các bạn xem là những cái áo jacket như vậy chúng ta có thể mặc được với những cái váy xòe ngắn hoặc là dài đều đẹp hết. Có nhiều bạn quan niệm rằng là mùa này làm sao mặc được những loại này, CC vẫn mặc, vẫn đẹp, ngoài đường người ta vẫn mặc đầy luôn. Cái áo này là ấm trên cả tuyệt vời rồi, khỏi cần phải nói rồi. Nhưng mà ở bên trong CC vẫn là một cái áo đầm 2 dây nè. Tại vì sao? Mùa này lễ nhiều lắm. Đi shopping, tự nhiên cái người bạn, ê tối về ghé ra đó nha, rồi thôi. Sẵn cái áo đầm này đi vào club được, đi vào bar được. Đi vào tới trong đó rồi đâu có lạnh lẽo gì nữa đâu. Cho nên là như vậy. Mang cái áo này phòng hờ, tối về lạnh có mặc vào. Tại vì ở trong cái bar mà đi ra tới xe cũng xa, không có gần ha. Ở bên trong chúng ta có thể mặc những cái áo đầm 2 dây bình thường. Cái áo đầm này mùa đông mùa hè, xuân hạ thu đông chúng ta đều có thể mặc được. CC những cái áo đầm 2 dây cổ hở như vậy, ôm xòe bằng lông, không có lông, bằng đủ các loại vải phi này nọ, CC là bao la nhiều lắm. Là tại vì cái dáng của CC là mặc được những dạng đầm như vậy, cho nên cứ thấy là mua xanh đỏ tím vàng gì cũng mua hết á. Nhưng mà màu đen là đẹp nhất, mặc nhiều nhất, đen với trắng. Thành ra mùa này chúng ta vẫn có thể mặc được đầm 2 dây đi bất kỳ nơi nào. Cái quan trọng là cái áo jacket, nhớ mang theo đôi vớ để phòng hờ ha. Mặc đầm xòe thì nó thoải mái hơn, cảm thấy thích hơn nè, tung tăng rất là đẹp. Mặc đầm ôm thì chúng ta phải khép nép một chút, mặc đầm xòe tung tăng đúng không ạ, không khe gì cả. Bên trong có cái quần rồi mà, mình muốn ngồi với tư thế làm sao cũng được. Thành ra mặc đầm xòe thoải mái hơn là đầm ôm, là như vậy. Thì bây giờ CC sẽ không mặc áo này nữa và CC mặc cái áo kia, các bạn xem như thế nào nha. CC có thể mặc như vậy. Cái áo này thì rộng với CC quá. Đây là mình vải len rất là đẹp, mặc với đầm xòe, mặc với đầm ôm, nếu đúng size các bạn là sẽ rất đẹp. Cái này là size small ha, mà CC mặc rộng như vậy nhìn thấy đơn giản quá đúng không? 108 đô đó, chỉ là như vậy thôi, thật là đắt luôn, còn đắt hơn cả CK luôn. Hiệu này CC không có nhiều, chắc có chừng vài cái à. CC không có mặc đồ hiệu này nhiều, nhưng mà vì nhìn thấy sang quá, đẹp quá. 108 đô cái áo này, quá mắc đó các bạn. Tại sao nó mắc như vậy? Vì cái thương hiệu. Chỉ có thương hiệu mới có thể nâng cái giá trị của cái áo lên thôi. Đẹp thì nhiều kiểu, nhiều hãng, rất đẹp. Nhưng cái quan trọng là cái thương hiệu của họ, họ ở cái mức độ nào. Rất là đẹp luôn. CC sẽ đi tìm cái áo này size XM để CC mua. CC rất là mê cái áo này luôn đó các bạn. Mê luôn đó. Sang trọng và đẹp vô cùng. Mặc đầm dài cũng đẹp, đầm ngắn cũng đẹp, đầm xòe, đầm ôm gì cũng đẹp. Tuyệt đẹp cái áo này luôn. Đẹp từ màu sắc cho tới cái mình len của nó, kiểu dáng sang trọng và cực kỳ đẹp.
nhưng mà rộng quá. Phải size X small là đối với CC là trên cả tuyệt vời đó. CC sẽ đi tìm cho bằng ra cái áo này, vì CC quá thích cái áo này, sang trọng vô cùng. Mặc ở bên trong một cái áo đầm 2 dây, đi vào nhà hàng ăn, đi ăn tiệc, đi bất kỳ nơi nào với những cái thương hiệu này, với những cái chiếc áo đắt tiền như vậy, ai biết các bạn mua đồ sale không? Đâu ai biết. Chỉ có CC với các bạn biết thôi nè. Cái áo này rất đẹp, mê luôn á. Và đây, đẹp, độc và lạ, chờ hoài rất lâu bây giờ mới on sale. Trời đất ơi, CC chờ lâu lắm rồi. Đây là hiệu ông già nha. Cái này bằng da thật ha, 100% là da thật, thương hiệu của Pháp. Ông là nhà design của hãng Chanel. Ở trong rộng như vậy, có thể để được mấy cái phone luôn. CC chờ lâu lắm rồi, hôm nay mới on sale. Tuyệt vời đúng đó. Rất là đẹp. Một gam tay CC, chiều cao lên thì tới đây ha. Có một cái duy nhất, chị em nào nhanh, thật là nhanh sẽ mua được. Đẹp lắm, không rẻ tiền, hơi mắc một chút, ai xé mất tiêu cái này rồi. Nhưng mà CC có receipt. Da nha các bạn, mềm mại, đẹp vô cùng. Đằng sau có ngăn nữa nè, quá đẹp, sang trọng vô cùng luôn. Đó, bạn nào siêu tầm thương hiệu của Pháp, hiệu ông già, đừng bỏ qua. Cái này có 2 màu nha, màu da và màu này. Đây, trên cả tuyệt vời, rất là đẹp luôn đó các tình yêu, mê luôn á, thiệt là thích luôn á. Có 30% off à. CC mua 100 mấy chục đô cái bóp này đó, sale rồi đó nha. Đó, rất đẹp, nhỏ mà có vỏ đó, đẹp trên cả tuyệt vời luôn, mê ly luôn, tuyệt vời luôn. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye. I love you.